Em bé sư tử biển California này còn quá non nớt, dây rốn vẫn còn chưa đứt hẳn, bộ phận dùng để kết nối với cơ thể mẹ bây giờ sắp trở thành món ăn vặt cho một con mòng biển đói bụng. Nếu biết nói, em bé này sẽ bảo rằng, sao cuộc đời khắc nghiệt với một đứa trẻ sơ sinh như tôi quá vậy? Đã quen với hơi ấm, bây giờ tôi thấy lạnh cóng. Đã quen được che chở, bây giờ tôi phải chịu cát tạt vào mặt. Tôi đã quen ở trong lòng mẹ, bây giờ mẹ đâu mất rồi? Tôi chẳng thích cảnh này chút nào. Mẹ đang đi kiếm ăn. Đó là cơ hội cho chim mòng biển mon men đến gần cái cuốn rốn. Thật là phiền phức và đau đớn nữa. Cuối cùng, bà mẹ đã lạch bạch chạy về. Nhưng người cứu hộ có thể gây rắc rối còn lớn hơn cả kẻ tấn công nữa. Con chim mòng biển vẫn lãng vảng ở đó, nhưng nó đã để vụt mất bữa ăn trưa miễn phí. Em bé sư tử biển cần thêm vài ngày nữa trước khi biết tự mình đi lang thang. Nó sẽ lệ thuộc vào mẹ suốt một năm nữa. Another big